Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì có một cái đơn hàng lâu lắm rồi. Mình bận việc quá, mình không có mở ra được. Cái đơn hàng này cũng 4 5 ngày. Hình như là đúng rồi, cỡ đó hơn. Thì bận quá, mình không có khui. Bây giờ khui thì shop cũng có yêu cầu là mình quay lại cái video á, để có khiếu nại gì thì mình xử lý. Thì cái đơn hàng này thì mình gồm có cái đầu nối vuông chữ L nè, phim 16, phim 20, rồi khoáng viên, túi lưới chứa vật liệu lọc, rồi đai siết chống rỉ nước. Thì mình mua cái này là ngày 20 tháng 7, gồm các cái món này thì giá khoảng 325.000. Nhưng mà cho tất cả các cái này luôn nha các bạn, các phụ kiện luôn. Thì cái con nối mười mấy ngàn, còn cái mấy cái đầu nối vuông thì mười mấy ngàn cái, mua hai cái cặp, cặp 20, cặp 16. Khoáng viên thì mình mua 200 gram thì 100 gram nhé, 100 gram khoảng 50.000. Giờ mình coi nha các bạn, vui ra coi nha. Mình mua trên Shopee với cái shop là Awatun, nấm Awatun. Shop này mình mua nhiều lần lắm, rất là uy tín. Để mình vui đợt hàng này như thế nào ha, sẵn mình quay video lại cho bạn xem luôn, vui hàng nha bạn. Với lại một cái chai Bios Plus, 2 cây xíu xí thanh. Rồi, giờ mình sẽ khui hàng là sao ha, coi đủ hàng không. Trước hết là đánh giá là về cái gói hàng là shop gói rất là chuẩn nha các bạn. Có nói rất là tốt, tốt quá bạn. Con này 20 nè, nhìn là biết phi 20 nè, làm riết chúng ta quen thôi. Dòng nói này thì tốt, bằng inox tốt, inox 304 nữa bạn. Trên này nếu bạn nào mà đi mua hàng ở ngoài mà nó kêu inox á, mà các bạn không thấy chữ in 304 á, là phần lớn nha, là các sản phẩm đó là nó xi mạ. Còn nếu mà đúng của nó sẽ in chữ 304 lên luôn cho bạn. Có nhiều loại inox lắm, nhưng mà inox 304 thì có lẽ là chuẩn. Có điều kiện bạn mua tốt hơn. Hai dòng inox đủ. Ống 10 và ống 20 nè, dành cho co vuông gốc ống 20 nè. Co vuông gốc ống 16 nè. Giờ coi mấy cái đủ không nha. 4 cái này hình như mình đặt 4 cái này. Cặp này đủ rồi nè. Mấy cái này thì để mình bỏ vật liệu lọc vô, mình rút lại nữa bạn. Đó, bỏ vật liệu lọc vô. Có nhiều bạn thích cái loại túi lưới kia, tùy người ha, mỗi người một ý, chẳng ai giống ai, nên là bạn thích loại nào dùng rồi đó. Rồi đây, khoáng này thì mình sẽ bỏ vào trong hồ luôn các bạn. Nhưng mà trước khi bỏ các bạn nhớ rửa 3 nước nha, 3 lần nha, 3-4 lần. Các bạn thảy đều trong hồ á, nó đẹp lắm. Với lại tép nó thích lắm. Mình nuôi hồ cộng đồng nên là mình cần cái này. Đây là khoáng viên. Không có cái này cũng được, cũng có cái này bạn lấy cái vỏ hào á. Bạn chịu khó ngồi đập ra mài dại cho nó bén. Bộ này thì khỏi phải là mấy cái túi thôi. Này là 3 cái túi. Này rẻ lắm bạn, 2.000 mấy một cái, 1.500. Rồi. Rất là chuyên nghiệp bạn. Mình cầm vừa tay. Sứ này gọi là sứ sứ thanh bông sen. Mình mua hình như là 8.000 hay 16.000 hay sao, 16.000 thanh sao. Để mình coi lại cái giá này. Không nhớ được chính xác.
nhưng mình nhớ nó rẻ. Cái này bạn lên bạn bạn coi trên Shopee bán nhiều, nhưng mà đây là loại một loại nó có đời thứ nhất, này là đời thứ nhất của nó nè bạn, mình nhớ không nhầm nó là đời thứ nhất luôn á, nó có ba đời thì sao. Rồi cái này thì đủ bốn dòng nè, khớp dao rất là đủ nè, túi thì dao rút cũng đủ nè các bạn, khoáng đủ nè, một cặp sứ này nhớ để coi chỉ sứ này 9.000, 10.000 chứ không phải 16.000 đó, tại vì mình đang dùng cái điện thoại để mình quay rồi nên là mình không có coi được cái giá. Nên cái bill có không? Ờ, trên cái bill không có ghi giá cho từng sản phẩm, ghi tổng mà. À ở đây thì mình có 100 viên này thì 100 viên này thì mỗi ngày khoảng một tuần á các bạn bỏ một viên thôi. Đây là men men vi sinh tổng hợp, mỗi tuần bạn bỏ một viên thôi, nước trong hoài luôn. À, các bạn khỏi các bạn thay nước sẽ khoảng 10.000 lần. À, còn nếu không bỏ viên này thì 2-3 ngày các bạn thay một lần. À, mình hay dùng này, mấy bữa nay có quay mấy cái Zindin đó các bạn, cái chai Zindin đó, siêu trong cấp siêu trong nước cấp tốc đó. Thì mình xài cái, chắc là mình sẽ xài cái đó, nó rẻ với cộng với cái viên này nó rẻ nữa các bạn. À, mình mua hình như là 100 viên này thì chỉ có khoảng 40.000 như vậy thì tính ra khoảng một tuần mình bỏ một viên, nó rất là rẻ so với lại mấy cái loại vi sinh khác. Đây là vi sinh nén, vi sinh khô, gọi là vi sinh khô các bạn. Này thì mình ổn, mình thấy này ổn, chắc là mình sẽ mua khoảng 10 thanh sứ này nữa. Mình sẽ để trong hồ, làm nền hồ cũng tốt lắm bạn. Mình chẳng quảng cáo cho shop rồi, mình xài cái nào mà nó tệ mình nói với các bạn nó tệ. À, cái chai này thì mình sẽ không dùng thuốc kháng sinh thì không sử dụng nó, để xa tầm tay trẻ em ha. À, đây là men vi sinh mà plus nhấn 20 lít cho 20 lít, vậy hồ mình gần 100 lít thì nhấn khoảng 5 lần. À, sử dụng sau khi thay nước, chuyển hóa nhanh, phân hủy mùn hữu cơ, có nghĩa là phân hủy phân cá đó bạn, duy trì ổn định thông số nước. Mình dùng rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Chai ổn, đóng gói ổn, nhưng có vẻ nhìn hơi cũ. Niêm nắp nhưng mà không có niêm phong, không có dán keo. Rồi khi nào xài thì mình sẽ nói kết quả cho bạn xem, nhưng mà nhìn nó hơi dơ. Sản phẩm thì mới á, nhưng mà nhìn nó có vẻ hơi dơ. Để cho Việt Nam mình làm, ở đây coi sản xuất ở đâu nha. À đây Việt Nam nè các bạn, miền Việt Nam nè, miền Việt Nam sản phẩm. Kể Việt Nam hay nước ngoài gì cũng được, miễn xài tốt thì mình ủng hộ hàng Việt Nam thôi các bạn. Mình chưa xài loại này. À, rất ổn quá. Rồi, trước mắt thì đánh giá là đủ hàng. À, shop rất là uy tín. À, giao hàng chuẩn. À, đây là mấy thanh sứ. Thì thanh sứ này nó có hai dạng, các bạn lưu ý khi mua các bạn hỏi shop trước nha. Nó có dạng sứ nổi và sứ chìm. Thì nếu mà sứ chìm á, mình thả vô nó chìm trong nước á. Dạng thứ hai là dạng sứ nổi để các bạn sụp oxy á, các bạn nhớ hỏi nha. Tại vì có một dạng sứ nổi nó giống như những cái hạt hạt nhựa bitbone đó các bạn đó, thì để mình sủi oxy cho nó có men vi sinh á cho cá đó, thì các bạn nhớ hỏi kỹ. Không hỏi kỹ rồi các bạn mua về là các bạn thấy là nó sẽ có sứ nổi. Mấy đợt thì mình có mua nhầm một số sứ nổi,
Thì sứa nổi thì mình bỏ cũng bỏ vô hồ được các bạn, không có gì, nhưng mà nó mình phải bỏ vào một cái ngăn sứa nổi để mình sụp oxy. Có sứa nổi với sứa chìm nhớ hỏi nha các bạn, không hỏi là chúng ta bị á. Ở này con này thì rất là chuẩn nè. Con này bình thường mình xài phi ống 16 là nhiều, mình ít xài phi ống 20. Cái đợt này để mình coi mình đổi lại thành ống 20 hay sao. Tại vì thấy ống 20 nó khá to, sử dụng loại bơm lớn. Rồi, tới đây mình cũng ngưng cái video tại đây. Thì trước khi ngưng cái video thì mình cũng đánh giá shop rất là shop rất uy tín, giao đủ hàng đầy đủ, sản phẩm rất là tốt. Cái nào ra cái đó rõ ràng, 304 hết rồi. 304 nè, sản phẩm giao rất là chuẩn, đầy đủ, chất lượng. Đó. Thì shop này rất là đáng để các bạn mua nha. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.